Mở đầu phiên chất vấn, nhiều đại biểu chất vấn lãnh đạo Sở Xây dựng về trách nhiệm của sở này về các công trình xây dựng khởi công khi chưa có phép, đặc biệt với các tòa nhà chung cư trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh là còn 8 cái chung cư đang xây dựng mà chưa được cấp phép. Thì tôi xin hỏi đề nghị ông cho biết là cái giải pháp cụ thể để xử lý cái 8 chung cư chưa được cấp phép trong thời gian tới như thế nào? Tôi xin hết. Báo cáo với đại biểu ạ. Theo cái quy định tại nghị định 180 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị thì có quy định như sau. Thứ nhất là có 4 cái xử lý: ngừng thi công xây dựng công trình. Thứ hai là đình chỉ. Đình chỉ là nó dài hơn, mà gạo này đình chỉ thi công, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp điện nước. Cái hình thức thứ hai là nếu mà sai phạm nặng thì phải cưỡng chế tháo dỡ. Cái thứ ba là phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. Cái thứ năm là xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, có thể nếu nặng có thể phải xử lý hình sự. Giống như hiện nay ấy, thì cái vụ công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thành đổ cần tháp gây chết người ấy, thì công an thành phố Vinh đang tiến hành điều tra, có hợp tác của cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng. Còn cái thứ sáu là nêu tên trên website của các cơ quan chuyên môn từ Bộ Xây dựng rồi xuống. Thế mà cả 6 cái hình thức này thì vừa qua chúng ta đều có xử lý. Ví dụ như khách sạn Mường Thanh Cửa Đông xây dựng một cái khối kiến trúc ngầm ở ngoài phạm vi sử dụng đất của mình, và nói đó là cái móng của cái vần thăng cần cầu. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu dừng thi công và bắt tháo dỡ. Thế báo cáo ví dụ như có gây đến chất lượng xung quanh là của Bảo Sơn, thì báo cáo làm gì, làm gây nứt nẻ ảnh hưởng đến công trình của các hộ dân xung quanh, đặc biệt là các đồng chí cán bộ ngân hàng Cửu Trào, Lào Thanh ngân hàng. Thì hiện tại Sở Xây dựng đang chỉ đạo thành phố Vinh và hợp đồng với Trung tâm kiểm định xây dựng xác định nguyên nhân nứt nẻ, mức độ hư hại của các hộ dân xung quanh và tiến hành yêu cầu đền bù. Và hiện tại thì đã có những kết quả thỏa thuận ban đầu về mức đền bù cho các hộ. Phiên chất vấn nóng lên với vấn đề bất cập trong việc triển khai mô hình trường học mới Vinen và công tác xã hội hóa trong trường học. Đại biểu Nguyễn Thị Lan của huyện Đô Lương đặt câu hỏi. Để thực hiện cái mô hình trường học mới thì trong thời gian qua sở cũng đã có nhiều kế hoạch, có thể nói là theo ba đánh giá là đồng bộ để thực hiện cái này. Nhưng mà qua khảo sát thực tế thì chúng tôi thấy là cái việc mà tổ chức triển khai cái mô hình trường học mới thì cũng chưa đồng bộ. Cái thứ nhất đó là về tập huấn. Qua khảo sát tại trường trung học cơ sở Hoàng Tá Thôn Yên Thành ấy, thì hiệu trưởng phản ánh rằng là năm nay thì trường mới bắt đầu thực hiện mô hình trường học mới đối với lớp 6, nhưng mà phải tham gia tập huấn cùng với tất cả các trường là lớp 7. Do đó là về giáo viên phải tự thực hiện các cái nội dung tìm hiểu để là dạy theo của chương trình lớp 6 thì liệu đã phù hợp hay chưa? Hay là nói sách là đầy đủ, nhưng mà thông qua trường trung học cơ sở Nghi Lâm, thời điểm chúng tôi khảo sát đã vào học được 2 tháng, nhưng mà sách chưa có. Thì như thế đã đồng bộ hay chưa? Và thông qua cái báo cáo trả lời ý kiến đơn thư tại trường trung học cơ sở Hưng Sùng, thành phố Vinh, thì một trong những nguyên nhân mà gây đơn thư của tập thể phụ huynh của trường thì đó là văn bản chỉ đạo của ngành chưa rõ về lộ trình triển khai mô hình trường học mới, đặc biệt là về tổ chức các kỳ thi. Vậy ba đánh giá việc này như thế nào? Xin hết. Cái thứ nhất, thông tin về học sinh học ở chương trình trường học mới lại phải tiếp tục học thêm ở chương trình trường học cũ. Về thông tin này, sở có biết và điều đó xảy ra chỉ ở thành phố Vinh.
và một số điểm thôi chứ không phải là tất cả. Điều đó chúng ta cũng phải cần khẳng định như vậy. Và điều đó nó bắt nguồn từ một nguyên nhân. Thực sự ở thành phố Vinh và một số nơi gia đình có điều kiện thì phụ huynh rất quan tâm. Rất quan tâm và quan tâm đến mức lo lắng. Vậy thì cái việc đó chúng tôi sẽ làm việc nhiều hơn nữa với phòng giáo dục đào tạo thành phố Vinh và những địa phương, những trường này để cái công tác truyền thông tốt hơn. Và đặc biệt một giải pháp trong thời gian sắp tới, thực sự phụ huynh nhớ rằng những nơi này họ băn khoăn. Họ băn khoăn là ở chỗ là con họ học cái mô hình này thì cũng có những cái mặt tích cực. Nhưng không biết thời gian tới học thế này thì liệu có hòa đồng được với các cái mô hình theo học truyền thống không? Và rốt cục cuối cùng là thi như thế nào? Và một kỳ thi mà các phụ huynh cử tri rất quan tâm đó là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tuyển sinh vào Phan Bội Châu. Vậy thì để giải tỏa được vấn đề này thì chúng tôi cũng xin trao đổi báo cáo và thông tin. Đó là về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay thì đã thi theo hướng đánh giá năng lực học sinh như thế này. Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thì 2 năm nay sở đã chỉ đạo và theo lộ trình dạy học 2 năm nay là theo hướng phát triển năng lực học sinh. Và dần dần từng bước sẽ có các khảo sát kiểm tra đánh giá theo kỳ thi của hướng kỳ thi phổ thông quốc gia. Và nếu đầy đủ điều kiện thì 1 năm nữa và chậm nhất là 2 năm nữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh chúng ta sẽ thi theo hướng này. Trước những ý kiến trái chiều đối với hiệu quả của mô hình trường học mới Vinen, kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Chủ tọa kỳ họp đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành giáo dục mấy cái điểm thế này. Thứ nhất là tạm dừng việc nhân rộng mô hình trường học mới khi chúng ta chưa chuẩn bị kỹ và chỉ thực hiện cái mô hình trường học mới trên cơ sở là đảm bảo cái nguyên tắc tự nguyện. Mà trong cái tự nguyện thì cái tự nguyện quan trọng rất đáng phải chú ý là tự nguyện của các bậc phụ huynh học sinh, chứ chúng ta không áp đặt. Và việc thực hiện mô hình này thì phải tính toán đảm bảo các cái điều kiện cần và đủ, phù hợp với cái tình hình của địa phương, phù hợp với tình hình của nhà trường. Chúng ta không máy móc và không áp đặt. Đó là điểm thứ nhất thì chúng tôi đề nghị. Thứ hai là đối với những trường đã thực hiện thí điểm mô hình trường học mới Vinen thì đề nghị là ngành, ủy ban, ngành và các trường phải đánh giá tổng kết một cách nghiêm túc, khoa học để thứ nhất là phát huy những mặt mạnh của nó. Thứ hai là rút ra những cái thành tố tốt để chúng ta vận dụng vào trong quá trình đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học. Và thứ ba là chúng ta cố gắng hạn chế tối đa những cái bất cập mà có thể hệ lụy đến học sinh, quyền lợi học sinh, làm phụ huynh băn khoăn lo lắng. Thì đối với mô hình trường học mới Vinen, chúng tôi đề nghị như vậy. Ngày mai 16 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ làm việc phiên cuối cùng để nghe, cho ý kiến và thông qua 32 nghị quyết trình kỳ họp.